Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đạo tràng, trước khi vào kinh thì chúng tôi xin quý vị lắng lòng tâm mặc niệm trong 2 phút để có một cái sự kiện mà gần đây đã xảy ra, thì xin quý vị cùng với chúng tôi mặc niệm để hồi hướng công đức. Và xin thưa quý vị, đó là sự kiện gì quý vị có biết không? Khi nào biết giơ tay thì sẽ trả lời thử. Và sự kiện thứ hai đó là gì? Đó là ngài Tinh Vân ở còn là một vị sai khai sáng ra cái Phật Quang Sơn, là một cái nơi mà Phật giáo Đài Loan nổi tiếng nhất trong cái Đài Loan cũng như trên thế giới. Thì vị Tinh Vân ngài đã viên tịch cách đây vài tuần. Thì ngài sau khi ngài qua viên tịch thì đỡ lại trả lời rất là nhiều, rất là lớn mà rất là nhiều. Như thì kiện mà động đất thì quý vị cũng đã biết rồi đó. Thì hôm nay chúng ta học cái bài mà kinh Bát Đại Nhân Giác về đi vào cái tựa đề kinh chính thức. Cho nên rồi hai sự kiện đó nó có liên quan với nhau, nên tôi mới đề cập tới vì xin quý vị cũng hiểu và hoan hỷ cho ha, làm mất thời gian quý vị một chút. Thì cái cách dạy của Nguyên Định đó là nó như thế này, tức là trước khi vào bài thứ nhất, bài mới thì chúng ta ôn sơ qua cái bài cũ một chút, thì quý vị thấy thế nào? Ok. Thì cái kinh Bát Đại Nhân Giác này thì do ngài An Thế Cao, thì quý vị cũng biết rồi, thì phiên dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hán, rồi do ngài Tinh Vân giảng giải và do hòa thượng Thích Minh Quang dịch nghĩa,
Thì cái vấn đề mà chúng ta lược sử về Ngài Ăn Thế Cao thì Ngài tên gọi là Thanh và tự là Cao, và là một vị vương tử của nước An Tức, vì họ Ngài là thế tên nước nên có cái tên mới có cái tên là An Thanh, An Hầu và An Thế Cao. Khái thuật về cái Bát Đại Nhân Giác này đó, thì cái Bát Đại Nhân Giác này là một bộ kinh điển, thánh điển rất là ứng dụng trong vấn đề nhập thế của Phật giáo. Còn cái nguyên nhân mà Đức Phật đã nói ra kinh này đó là do Ngài A Na Luật, là một vị là Thiên Nhãn Đệ Nhất, đã thưa thỉnh Đức Phật đã nói ra kinh này. Và nội dung và giá trị của nó đó, thì trong kinh này cái phần đông đó là các đại chư đại đức đều đã thừa nhận là một cái kinh mà nó rất là thích hợp cho hàng Phật tử cũng như hàng xuất gia và tại gia thọ trì. Còn vấn đề mà giải thích về cái đề kinh này đó, thì Đức Phật đã nói về 8 điều giác ngộ của đại nhân. Cái từ đại nhân đây đó là nói về là chỉ cho cái người mà lo cái việc thoát ly sanh tử và rộng độ chúng sanh, cũng chính là ý là Bồ Tát. Mà Bồ Tát là nói lược đó là Bồ Tát đọa, ý dịch đó là giác, là hữu tình, tức là người lo cái việc giác ngộ cho mình và cho người. Thì theo từ điển Phật học Huệ Quang, giác, cái từ giác ngộ đó là cái tính giác, đó là liễu ngộ cái chân lý và khai sáng ra chân lý. Thì cái phần về lời tựa thì cái phần cuối cùng đó là Phật tử ngày đêm phải nên thường chí niệm và tụng nhớ nghĩ 8 điều giác ngộ này của bậc đại nhân. Thì bằng phần bài thơ đó thì quý vị cũng thấy, cũng biết rồi, thì cũng đọc sơ qua cho quý vị có cái khái niệm về cái kinh này. Người con Phật phát tâm học đạo, luôn ngày đêm y giáo phụng hành. Đại nhân giác ngộ đành rành, 8 điều ghi nhớ chí thành niệm tu. Thì hôm nay đó là cái phần thứ hai, đi vào cái phần chính. Thì nói về cái thế giới quan của Phật giáo. Thế gian của Phật giáo nghĩa là gì? Đó là con người và tất cả chúng sanh hữu tình nương gá vào trong cái Nhũng Như Sơn Đà đại địa để sinh tồn. Cũng theo Phật giáo, cái vũ trụ và con người đều thống nhất được gọi là thế gian. Cái thế giới quan là nó tóm lại là như thế. Đoạn nói về cái điều giác ngộ thứ nhất đã đi vào cái đề chính của kinh, đó là thế gian vô thường, cõi nước rất là mong manh, bốn đại khổ không, năm ấm là vô ngã, luôn luôn sanh diệt đã biến đổi, giả dối, không có chủ thể, tâm là nguồn việc ác, thân là rừng tội. Nếu quán sát được như thế thì lần lần đã lìa được sanh tử luân hồi. Thì cái điều giác ngộ thứ nhất này đó là cái người mà tu theo con đường Bồ Tát, đây cái thực hành theo cái hạnh Bồ Tát, tức là cái người lo cái việc giác ngộ cho mình và người đó. Thì vậy chúng ta có ai đã làm chưa, và đã làm được rồi hay là đã làm được chút? Thì cái chỗ này xin mở rộng cái chỗ này nói về cái từ mà Bồ Tát. Thì chúng ta trong cuộc sống có thể là cũng đã làm qua mà chúng ta không nhiều cái chưa để ý, tức là về bố thí thì chúng ta cũng có đem của ra bố thí cho người nghèo, hay là phóng sanh, hay là làm những cái việc mà cứu giúp cho những ông bà già lớn tuổi rồi này kia vậy đó. Thì cái đó cũng là gọi là Bồ Tát, làm những cái việc của Bồ Tát. Thì nhiều khi cái việc làm của mình đó nó còn có sự phân biệt, còn có sự nhớ nghĩ đến người khác này ngày này kia, nhưng đối với Bồ Tát thì nó ngược lại, không có làm bố thí thì bố thí thậm chí là ngay cả thân tâm và của chính bản thân mình cũng bố thí luôn.
Thì cái Bồ Tát là mà thực sự Bồ Tát như các vị Bồ Tát như Địa Tạng hay Quan Âm hay Thế Chí gì đấy, này kia đó, thì cũng là những vị Bồ Tát mà đã làm những cái việc mà thế gian mình chưa có thể làm được, nhưng mình cũng có thể làm, thì mình cũng đang học và cũng đang thực tập, nhưng còn làm để được chút ít thì cái đó cũng là tốt. Chủ yếu là chúng ta có nghĩ, có nhớ về cái vấn đề làm cái hạnh Bồ Tát hay không, thì cái điều đó cũng rất là quan trọng. Chúng ta tu học như thế nào là phải thực hành là chính. Thực hành tức là lý thuyết vẫn đi đôi với thực hành, thì cái việc đó nó mới viên mãn, nó mới tròn đầy. Thì những cái việc làm của Bồ Tát mà đó là mục đích mà cần phải làm, đó là phải hiểu, phải liễu sanh để thoát tử, tức là phải biết rõ được căn nguyên để sanh tử. Sanh tử nó là một cái việc mà rất là lớn lao, mà chúng mà Đức Phật đã vì các vị Bồ Tát đã vì cái chúng sanh mà đã phát nguyện này để thoát ly sanh tử luân hồi. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái chữ sanh tử này đó, thì thường á, thì nó đỡ nói rộng thêm cái chỗ này, tức là trong kinh Di Đà đó, cái vấn đề mà cốt yếu nhất cái chỗ là chúng ta lâm chung, cái lúc lâm chung là lúc rất là quan trọng, đến giữa sanh và tử nó đang, nó chen vào cái chỗ đó, cái chỗ rất là quan trọng. Trong kinh Di Đà cũng có nói về cái phần mà sanh tử, nhưng mà cái chữ sanh tử chỗ đây đó là đối với trong đời sống của chúng ta đó, thì tu học đó là phải nhờ thường nhớ nghĩ cái vấn đề mà và lo đến cái việc mà vô thường. Cho nên là chúng ta phải tu tập hàng ngày, là phải niệm Phật, tụng kinh, trì chú hay ngồi thiền, để chúng ta tránh được cái những cái tâm đó loạn động. Thì nói đến cái sự mà vô thường thì chúng ta cũng có thể là biết rồi. Vô thường nó gồm có thì thân vô thường, tâm vô thường và hoàn cảnh vô thường. Thì cái thân vô thường đó thì cũng quý vị cũng rất rõ rồi, tức là nay sống đây với mai chết lúc nào không hay. Nhưng cái chỗ này tôi mở rộng một tí, tôi nói về chính bản thân tôi. Năm 2021 vào tháng 11 đó, trong vòng 2 phút tôi chịu, tự nhiên tôi thấy cái trời đất đó, nó xoay chuyển. Trong vòng 2 phút tôi nói tự nhiên sao thấy trời đất nó xoay chuyển, thì tôi vừa nói dứt tiếng thứ hai là tôi không biết gì nữa hết, là nó sẽ đã đưa tôi đến con đường hôn mê không biết gì hết. Rồi từ chỗ đó với thầy đã chụp tôi lại, biểu tôi ngồi trên ghế, vừa ngồi trên ghế là chụp lại, chứ không là ngã xuống là tiêu rồi, tức là đi đài rồi đó, chắc là không, giờ này không có còn ngồi đây nữa đâu. Rất là cái vô thường về thân và lẫn cái tâm đó của tôi, chính bản thân tôi đem ra tôi quý vị kể cho quý vị, chia sẻ quý vị biết đó. Nó trong vòng từ 2 phút đó mà tôi không biết một cái gì nữa hết. Tức là mọi người làm gì đó, làm bấm mà cắt hay lỡ hay gì đó đưa đi bệnh viện thì tôi cũng không hay luôn. Khi vô bệnh viện tới khoảng vô nửa mình nước biển thì họ mới tỉnh lại, họ mới hỏi tôi chứ, thầy biết thầy đang nằm ở đâu không? Thì tôi mới bắt đầu mới hồi lại, mới nhìn lên trần được thấy quạt, là nó thấy nhớ lại là không phải ở chùa rồi, mà có chùa mình hồi nào giờ chưa có cái cảnh này. Cho nên rồi mới nhớ ra từ từ mới thấy cái bình nước biển kế bên, là mới biết là mình trả lời mà mình đang nằm bệnh viện. Đó, nó có cái sự vô thường đó, chứ là nó rất là mau chóng mà tôi không thể nào mà tôi tưởng tượng được hết. Mà chính vì cái vô thường đó mà phải nói là tôi tu tập, mà tôi không phải là mình khoe ha, tức là đây mình muốn chia sẻ vấn đề đó, nó mình nghĩ được, mình thấy được, mình nhớ được cái vô thường lúc đó đó, thì mình mới tu tập, mình mới cố gắng, mình nỗ lực dữ lắm, mình cố gắng dữ lắm. Khi mình
tôi phát tâm lạy 100 bộ Luân Hồi Sám đó đó, tức là tôi phải nguyện thế nào phải xong, phải nhanh, chứ không là nó vô thường nó đến một cái là tôi mắc nợ với dư thiên, với bề trên. Cho nên là tôi rất là nỗ lực, chứ không thôi là không kịp. Tại vì nghĩ nhớ đến cái vô thường đó đó. Cho nên rồi có ngày tôi lạy rất là nhiều. Nhưng mà vì công việc đó rồi nhiều khi cũng là giảm bớt. Nhưng mà một cái đặc biệt đó là cái tôi nhớ nghĩ nó đó là cái thời khóa mà từ 4 giờ là tôi không bao giờ bỏ. Tức là tôi phải giữ, nó phải trì chú suốt trong nửa tiếng là mình phải trì chú. Tức là mình, rồi sau nửa tiếng nữa là mình đi ngồi thiền, trong nửa tiếng nữa mình tụng kinh, là một cái thời gian đó là mình không bỏ được. Tại mình nhớ được cái vô thường. Cho nên rồi từ chỗ đó mà tôi rất là nỗ lực trong phần này. Cho nên quý vị, nếu mà quý vị nào mà đã trải qua trong cái cuộc sống mà bị vấp ngã về vấn đề gì, bệnh hoạn hay gì đó, chưa có vô thường giống như tôi đó, thì quý vị nên lấy một cái đề tài để mà mình tu tập, nó nỗ lực và nó thanh tịnh và nó rất là hùng mạnh, dũng mạnh. Thì cái bệnh cảm mình có thể nhiều khi nó cũng lướt qua nữa. Bữa đó tôi rất mệt, không thể lạy được, nhưng mà cố gắng lạy, cố gắng tụng, rồi cũng tự nhiên nó cũng qua, tự nhiên nó đổ mồ hôi ra cái là nó cũng qua. Cho nên rồi cái chữ vô thường này đó nó rất là quan trọng. Cho nên rồi quý vị nếu cố gắng thì thế gian nó này vô thường, thì đó là nói về cái lấy tôi ra cái thân đó nó vô thường đó. Mà lúc đó thì tất nhiên cái tâm mình cũng vô thường luôn, không biết gì hết luôn mà, rồi xong rồi đi luôn. Thì đó, cái thân và cái tâm nó cũng là lúc đó nó cũng vô thường. Thì cái chữ vô thường mà nói về thân đó, thì trong cái kinh Pháp Cú đó có Đức Phật có dạy như thế này: thân này có gì quý, đồ dơ luôn chảy hoài, bị bệnh tật phủ vây, phải chịu họa già chết. Đó là nói về cái thân vô thường. Còn cái tâm vô thường thì Đức Phật cũng có dạy rằng là tâm vương ý mã. Quý vị chắc cũng thường nghe cái vấn đề này. Tức là cái con khỉ thì quý vị cũng biết rồi, nó cứ nó nhảy bên này, nó nhảy bên kia. Con ngựa thì nó cứ nó cũng chạy đầu này chạy đầu kia, nó không đứng yên được. Cái tâm của mình nó cũng vậy đó. Muốn mà cái chỗ này đó, muốn mà chúng ta cái tâm cũng chúng ta nó mà thanh tịnh, nó mà sửa đổi được đó, chúng ta phải lấy một cái đề tài trong đời, trong cái cuộc sống á. Vậy thì ví dụ như vô thường hay là phát nguyện về tu tập trong về đề niệm Phật hay trì chú gì đó, để cho nó có một cái công đức về âm đức đó, thì chúng ta mới có thể định được cái tâm. Có ngài Ấn Quang, ngài có thường nói như thế này nè: chúng ta đầu tiên á, những cái bước mà đầu tiên chúng ta tu á, mà chúng ta không làm phước thì nó không có cái phước mà chúng ta ngồi niệm Phật hay là ngồi thiền hay là trì chú gì đó. Đại khái nó là nó ít có thanh tịnh lắm. Muốn thanh tịnh tâm á, nó không có bị giống như con ngựa với con khỉ ở chỗ này đó, thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực, phải tự nỗ lực, phải tự bản thân, phải chính bản thân, chứ không ai mà nó giúp cho mình được, không ai mà ở cho mình được hết. Cho nên rồi quý vị cái chỗ này, quý vị muốn mà theo cái trải nghiệm trong cái đời sống của tôi trong cái vấn đề này đó, là cái chữ tự mà tôi rất rất thích, đó là tự mình á. Tức là mình phải làm chủ được cái thời gian, cái công việc và cái sự tu tập đó, thì mình phải có cái niềm vui ha. Trước nhất trong cái mật tông họ có cái ba cái chủ đích, đó là thân mạnh khỏe, tâm an vui và tâm thanh tịnh. Ba cái này nó rất quan trọng. Mà muốn cái tâm thanh tịnh thì phải có cái đời sống an vui. Mà an vui á, muốn an vui được á, là phải học mà phải có cái sự mà nó có dạng mà cũng ra phải thoải mái, chứ nên ta không bị gò bó, không bị áp đặt hay bất cứ một cái gì. Chúng ta với một cái tinh thần thoải mái, vô tư, làm việc cũng vô tư và
tu tập cũng phải vô tư, phải có sự không có sự phân biệt và có cái sự mà cái ràng ép, càng chèn ép trong đó. Cho nên chúng ta phải cố gắng cái chỗ này. Đỡ mà cuối cái bài này tôi có nói về bốn cái điều kiện, mà bốn cái quy tắc để mà chúng ta tu học như thế nào cho nó có kết quả, cho tốt đẹp. Thì trong cái phần mà nói về tâm vô thường đó thì Ngài Vi Sơn cũng có dạy về cái ý nghĩa của nó, đó là cái ý nghĩa này nó liên tiếp với ý nghĩa khác, nó chuyển biến một cách liên tục, nó từng trong sát na. Vậy mà chúng ta thường quên đi, chúng ta không có cái những cái ý niệm là trong cái tâm ta không biết những cái thay đổi đó, thường là chúng ta bị lạc lẫm và chúng ta bị mê mờ chứ không biết được. Chứ thật ra đó, cái tâm chúng ta nó đã đi từng cái sát na, nó đã thay đổi từ trong đó, nhưng mà chúng ta muốn làm chủ được thì chúng ta phải quán niệm về vô thường, hay là hoàn cảnh vô thường, hay thân vô thường, tâm vô thường, hoàn cảnh vô thường đó. Thì nói về cái đó và nói về cái tâm vô thường, còn nói về hoàn cảnh vô thường thì chúng ta cũng biết rồi, đó là về cái đất nước, gió, lửa, hay là một cái đất nước như vừa rồi, động đất, nó thuộc về hoàn cảnh vô thường đó, tức là về vừa rồi như Thổ Nhĩ Kỳ đó, chúng ta cũng biết rồi, nó tự nhiên là sập xuống nhà cửa đất đai, con cả là ngay cả con người cũng bị, thì nó thuộc về cái hoàn cảnh vô thường. Thì chúng ta không biết nó cái thường là chúng ta bị mê mờ, cho nên rồi bị tham đắm và chấp vào đó, chúng ta mới không biết nó vô thường, nó hội diệt, nó sanh diệt ở trong cái từng sát na đó. Thì trong kinh Kim Cang cũng đã từng nói về cái hoàn cảnh vô thường, đó là tất cả các pháp hữu vi như mộng, như uyển bột bóng. Thế gian đã vô thường thì cõi nước rồi mong manh thì đều tất cả, tất nhiên nó cũng điều giống như vậy, nên chúng ta cũng không có cần nói nhiều về phần này. Còn chỉ nói về cái tứ đại của không, mà Đức Phật ở đây đã thuyết minh về cái bản chất của cái hiện tượng mà nhân sinh của thế giới, đất nước. Thì ví dụ chúng ta sao sống trong cái đời sống chúng ta, mà nếu mà hơi thở nó là gió, mà thân thịt nó là thuộc về đất, xương nó thuộc về đất nước, gió, lửa, nước, chúng ta đất nước, gió, lửa, hơi thở, rồi cái hơi nóng của chúng ta nó thuộc về lửa. Thì bốn đại thì quý vị cũng đã nắm về vấn đề này rồi ha. Thì chúng ta chỉ nói sơ lược cái nguyên tố của đất nước, gió, lửa ở đây nó thuộc về địa thủy hỏa phong đó, tức là về vấn đề đất nước, gió, lửa. Mà có cái câu chuyện nó như thế này nè quý vị. Có một vị Phật tử đó hỏi quý vị thầy như thế này nè: bây giờ nói đất nước, con người này do đất nước, gió, lửa, thì vậy con đưa gió, lửa, đất nước, gió, lửa cho thầy, thầy có thể làm nên con người không? Chỗ này khó trả lời nha. Tức quý vị thử nghĩ sao? Tức là cái vấn đề này đó, không phải là nó đất nước, gió, lửa đây nó tạo thành trong cái con người mình, nó vậy là nó thành nó vậy không đâu. Vì giờ tôi hỏi quý vị, giờ tôi đưa cái bánh, thì cái bánh đó giờ tôi đưa nó gồm có bột mì ha, đường, muối hay gì đó, đại khái một cái bánh ít thì nó có nhân dừa gì đó, tôi đưa làm được không? Hồi nào giờ chưa có học quá có làm được không? Không bao giờ làm đúng không? Thì tại sao? Phải hỏi chỗ này, phải hỏi tại sao nha. Chúng ta phải hỏi tại sao mà làm được, tại sao không làm được? Mà tại sao cũng con người này nói là đất nước, gió, lửa tạo nên con người như vậy, thì tôi đưa cái bánh đó tại sao cũng không làm được? Thấy chưa học quá. Nhưng mà có học qua rồi đi nữa,
vẫn còn một cái gì đó, đó là gì? Cái kỹ thuật, có những cái mánh khóe trong đó làm nó mới được, nó mới giống. Thì con người cũng vậy, không phải mình nói như vậy là được, tức là mình phải tham sân si mạng ác kiến gì đó trong đó nó quá trời luôn thì mới thành được con người. Tức là trong nhiều đời nhiều kiếp, Đức Phật đã nói thành một con người đó là nó trải qua trong nhiều đời nhiều kiếp tái sanh nên có một được thân mạng của con người này, không phải đơn giản đó. Thì cũng vậy đó, cũng giống như cái người đó họ hỏi đất nước giáo lửa gì nữa, rồi con đưa thầy như vậy thì có thể làm con người hay không, thì mình cũng phải hỏi lại ngược và hỏi vấn đề giờ tôi đưa cái bánh thì anh có thể làm được không, một đường như vậy đó. Nhưng mà nó phải có cái này cái kia, phải nước muối đường gì đó nữa, rồi phải có một cái những cái kỹ thuật, những cái cách thức trong đó nữa chứ không phải đơn giản. Bên nên cái chỗ bốn đại này đó, cái tứ đại này đó thì nó có cái câu chuyện là để mở rộng thêm cái chỗ đó cho quý vị nắm. Nên nó nhiều cái ở đời nó nhiều cái rắc rối lắm, nhiều người hỏi không biết đường nào trả lời ha. Nhưng mà mình phải suy nghĩ, mình học mình phải tập suy nghĩ biết đường để mà trả lời đó, chứ không thôi là cũng đuối lắm ạ. Thì theo cái cách mà học mà ngày xưa của Nguyên Định đã học được đó là quý vị phải tập, để sau này sẽ tập một cái cách nhớ. Như ví dụ cái lớp sơ cấp này thì chỉ nói đơn giản thôi, chỉ phân tích là chỉ nói cái ý thì đơn giản thôi chứ không có dẫn chứng về nhiều, giống như ngài như hòa thượng Minh Quang có dẫn chứng sách này sách kia thì quá trời luôn. Nhưng mà quý vị nhớ không, ít có nhớ đúng không? Cái phần đó theo Nguyên Định nghĩ cái đó đỡ thuộc về cái nhà nghiên cứu, cái nhà về giảng dạy mà đi sâu vào để viết sách, viết lách rồi này nghiên cứu để dẫn chứng. Còn ở đây lớp này chúng ta học mục đích là để tu, để tu học thế nào cho nó an lạc. Chứ thật ra vì quý vị công việc cũng nhiều mà đâu phải học đây để ra để nghiên cứu để dạy đúng không? Cho nên thì chỗ này nói nó đơn giản thôi, không có đi sâu lắm. Chứ thực ra mỗi cái đoạn như vậy đó, nói về ngũ ấm, nói về tứ đại này, nó dẫn chứng rất 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 là nhiều sách. Mà quý vị không sợ là quý vị không nhớ nổi mà cũng không làm được. Cho nên thôi, thì cứ nói cho nó thực tế ha, đi vào tại có một cái quan niệm học như thế nào cho nó thực tế và phải dễ nhớ, chứ không là vì công việc của quý vị rồi không thực hành thì nó uổng phí cái thời gian. Thì nói về cái bốn đại, rồi cái nói về cái ngũ ấm mà vô ngã, thì ngũ ấm nó chính là cái danh từ nó đông cái ta đấy. Ngũ ấm nó gồm có sắc thọ tưởng hành thức, là một cái hợp thể của giữa cái vật chất và cái tinh thần. Trong công Phật pháp, vật chất là sắc, tinh thần và thọ tưởng hành thức, tức là những cái này nói về bát nhã, nó liên quan đến bát nhã đó. Nói với bát nhã thì chỗ này có cũng mới sơ qua quý vị kể nghe, quý vị nghe về một người bạn Mỹ lúc đó học chung bên Trung Quốc đó. Thì người bạn này cũng nghiên cứu về tôn giáo, nhưng mà vị này đó nghiên cứu những cái điểm cao không, mà mình bữa đó mình cũng đuối lắm. Tức là bạn ấy hỏi đó, cái bát nhã tại sao là cái mà sắc, tức là không không tức là sắc đó, có không không mà có, chỗ này nó rất là khó nha, đuối lắm. Hỏi tiếng Hoa mình đâu có chuyên chuyên nghi học mấy cái từ này đâu mà đã giải thích, nhưng mà mình nói cái ý cho nó hiểu. Mình dẫn chứng rằng quý vị ở đây chắc là ở thành phố, con người ở thành phố thì không biết, ở quê thì mới chứng minh được cái điều này cho họ dễ hiểu nè. Tức là xúc một nắm đất bình thường đó, chúng ta xúc một cánh cát ở bên ngoài đó, chúng ta đem vào thì không thấy nó là một cỏ hay cái gì hết, tất cả có gì hết, nó thấy đất thôi. Chỉ thấy hay là đại khái cũng thậm chí là còn cái đơn giản như là chỉ thấy rác gì đó thôi. Nhưng mà thực tế là trong cái giá đất đó khi đổ vào một thời gian á,
nó có nước, nó có gió, nó có ánh sáng lọt vào đó, là nó sanh ra cây cỏ, cỏ này cỏ kia đủ thứ hết. Thì ở quê mới chứng mới thấy được nha, chứ còn ở thành phố không thấy. Mà nói điều này hơi cao, nói với lớp sơ cấp chứ không hiểu nói. Chỗ này nó hơi cao đó, đàn bạn mới nói, nó mới công nhận, nó mà phải dẫn nó ra đất mới biết được cái chỗ này. Cho nên Bát Nhã chỗ này nó là vị trí Bát Nhã sắc có mà không không, tức là có cái chỗ này phải khó lắm mà cái chỗ này. Tức là chúng ta phải hiểu được cái thực tế cái cuộc sống đó, thì mới lấy nó ra mà hiểu được. Cái tu ở đây á, cái vô ngã đó, thấy có cái ta mà không thấy đó, cũng giống như bữa cái cô kia cô hỏi về niệm Phật, tôi nói về cái đề tứ thập nhị chương, trong đó có gọi là vô niệm, vô niệm niệm đó. Cái chỗ chữ ngã này đến cái vô ngã này đó, nó khó lắm đó, quý vị ạ. Quý vị phải thực tu, phải thực chứng, phải thực giác ngộ thì mới thấy được điều này nha. Cái này khó lắm đó. Mà nói ở đây chắc quý vị khó nhận, khó cảm, có được cái khái niệm này. Tức là cái vô ngã này là không có thấy có cái ta, nhưng mà thực ra mình có đây mà, đúng không? Nhưng mà cái ta này nó rất là thầm thâm ở bên trong cái ngã đó, nó rất là vi tế từ bên trong, thậm chí nó trong nhiều đời, nhiều kiếp mà mình không, khi mình tu mình chứng được cái quả vị tu đà hoàng, nhưng mà chúng ta vẫn còn những cái vi tế bên trong đó, nó hiện ra, nó làm cho chúng ta phải sanh tử luân hồi trở lại đó. Nên là rất là khó cái chỗ này đó. Ví dụ cẩn thận tu và chúng ta phải cẩn thận, nhiều khi chúng ta hiểu là hiểu được một chút nào đó thôi, trong mảy may nào đó thôi, nói là giác ngộ, nói là tu chứng cho Phật ra, chưa chứng nữa đâu. Cái chỗ này dễ bị lầm lắm. Thì nói về một chút Bát Nhã đó thì quý vị cũng hiểu đó, tức là cái chỗ mà nó liên quan đến Bát Nhã đó, trong cái ngũ ấm này đó, vô ngã. Tu mà chúng ta phải như nãy tôi cũng đã nói, tức là phải phát tâm dũng mãnh, phải tin vào những lời của Đức Phật đã dạy, đã nói trong giáo điển về luật, kinh luật và luận, phải tin, phải thực hành theo đúng theo những cái phương pháp, sống đúng theo phương pháp và làm theo đúng cái chánh pháp, thì chúng ta sẽ lần lần phải hiểu được cái chữ này, cái vô ngã này mới bỏ được cái nó, thì chúng ta mới đạt đến cái chuyện mà thoát cái sanh tử, thì mới hiểu được cái chữ, mới thoát khỏi được cái sự sanh tử luân hồi đó. Bằng cách là chúng ta phải tu đó, tu dữ lắm chứ không phải tu vừa vừa đâu. Mà cái muốn bỏ được là chúng ta phải nỗ lực như vậy đó, nỗ lực như vậy nó có cái phước rồi. Khi nó có cái phước đó thì chúng ta mới bỏ được cái bản ngã. Nói dễ chứ không thôi là nó cứ chấp vào đó hoài luôn, chấp hoài luôn, nó không có buông được đâu, nó cứ đeo đuổi hoài luôn. Cho nên quý vị phải nỗ lực cho lắm. Tôi thấy cái chỗ này nói họ nói ra biết tôi tự nỗ lực, cho nên rồi tôi không biết nói ra quý vị có thông cảm hay gì đó, có cảm nhận được không. Chứ cái chỗ này là tôi thấy là tôi nỗ lực dữ lắm, bữa nay tôi mới hiểu nó ra được, tôi mới chực nhớ nó ra được, là cái chữ vô ngã đó, cái ngũ ấm vô ngã đó ha, tức là cái đất nước gió lửa đó, mà nếu mà trong người mình không bình thường cảm gì cả chút là không chịu nổi rồi. Chứ nhân các vị Bồ Tát, các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị Tổ sư đã tu chứng cái chỗ này đó, các vị này không có màng đến cái chuyện mà đất nước gió lửa này nóng lạnh hay gì đó. Nó hay cái chỗ này là tôi trải nghiệm, là tôi có trải nghiệm vào cái chỗ này. Tức là chúng ta tu mà đến nỗi mà chúng ta không còn bệnh hoạn cảm nóng nhiệt gì đó, nó tự hòa hết bên nhau, hay lắm. Cũng giống như trong cái kinh mà Dược Sư đó có đoạn nói về khi trì chú mà phạm vào những cái gì gì đó, ngũ nghịch đồ gì đó, mà trì trong chú Nam Mô Bạc Nhà Bạc Đế đó, thì sẽ diệt tội đó. Cũng giống như vậy đó. Cho nên người học đạo á, mà
hàng ngày mà chúng ta không biết quán chiếu được những cái điều mà ngủ ấm vô ngã này, thì khó mà được giải thoát. Cái vấn đề đó nó vẫn bị giam cầm trong cái lục đạo, trong cái thế gian nó luân hồi. Cho nên thì cụ ấm vô ngã, nó sanh diệt, nó biến dị, cái sanh diệt biến dị là nó thay đổi, nó không có cái chủ thể, tức là nó luân hồi, nó như nãy cũng chúng ta đã đề cập tới, nó đã biến chuyển trong cái từng sát na, nó sự thay đổi liên tục. Thì cái phần mà hôm nay nói về cái vô thường đó là, thì tôi đã triển khai và nói sơ lược về cái đất nước mà nó mong manh, thì nhà cửa thì nó tự nhiên nó sập xuống rồi, thì đó là cái hoàn cảnh vô thường. Quý vị tập miền tượng ra thì cái vô thường như vậy, chứ đừng có mà coi như đa số mà tôi mà nói chuyện với nhiều người đó, họ không có nghĩ vô thường, cứ nói như thế này, tôi phải làm cái này đợi già rồi tôi mới tu, thì rất là uổng. Cái đó là không nghĩ đến vô thường. Nghĩ đến vô thường tức là chúng ta không có nghĩ đến vấn đề tôi làm việc này để khi nào lớn tuổi hay để khi nào rảnh tôi mới tu, không phải. Nhưng cái vấn đề tu ở đây, chúng ta làm thế nào chúng ta phải chủ động được tất cả các cái thời gian, tất cả những cái thời có cái công việc chúng ta, để chúng ta tập trung, chúng ta luyện, chúng ta học, ta làm bằng cách là chúng ta đi từ cái việc nói, cái việc làm, từ cái việc đi đứng nằm ngồi cũng phải tập đưa nó vào trong cái trạng thái tỉnh thức, tức là mình phải biết mình đang làm gì, mình biết mình đang suy nghĩ gì, để tập lần lần đó mình làm chủ được cái tâm và cái thân và cái việc, thì cái vấn đề sanh tử, vấn đề vô ngã của mình nó tự nhiên nó đi đâu vẫn không biết nó đi lúc nào, và nó lần lần nó tan biến đi. Cho nên rồi chúng ta cố gắng, tôi theo cái sự trải nghiệm của tôi đó, tức là trong cái việc làm mình không nghĩ là nó lợi hay nó hại gì đó, nhưng mà mình làm mình cảm thấy khả năng của mình làm nó sẽ xong, nó sẽ hết, nó sẽ sạch, nó sẽ đẹp, thì mình cố gắng làm. Rồi mình niệm thì mình cố gắng mình niệm như thế nào cho nó thanh tịnh. Mình đếm chữ, hoặc mình tưởng tượng ra cái ngài Di Đà là cái hình tượng như thế nào. Rồi mình, tưởng tượng đó thì mình phải không tưởng được bằng tưởng, thì mình tưởng tượng bằng chữ A như thế nào, Di như thế nào, Đà như thế nào, Phật như thế nào. Còn không được nữa thì mình phải niệm bằng cách đếm hơi thở, hít vô thở Nam Mô Di Đà Phật, thở ra niệm Nam Mô Di Đà Phật. Cái đặc biệt ở đây tôi đã trải nghiệm, đó là khi mà mình nóng giận hay mình buồn bực cái gì đó, mình tập ngồi lại mình niệm Nam hít vô Nam Mô Di Đà Phật, thở ra Nam Mô Di Đà Phật, chừng vài phút là tự nhiên nó tan, nó không có sự buồn phiền hay là nóng giận gì nữa, đặc biệt cái chỗ đó. Cho nên quý vị cố gắng thực tập ha. Mình vẫn luôn luôn nhớ nghĩ vô thường là vậy đó, tức là mình biết quán xét được cái tâm và cái thân và cái hoàn cảnh, cái danh lợi đó, tức là mình nếu nó thấy là nó là nó là dữ dội, là giàu có, nó là địa vị, nó là vậy, chứ thực ra nó chẳng có cái gì hết. Trong vòng chốc lát, hoặc trong dài tháng, dài năm, đại khái như rồi rất là nhiều nước bây giờ đó, nhiều vụ tham nhũng chẳng hạn, rồi xong.
bao nhiêu ngàn tỷ rồi cũng xong ha. Đây là quý vị có tập quán sợ như vậy, tức là mình phải sống trong cái thực tại. Mình phải sống như thế nào? Bằng cách là chúng ta phải luôn nhớ nghĩ đến cái vô thường. Nó bất biến, nó không có, nó thường còn, thì từ từ chúng ta mới có những cái chánh niệm, có những cái tu tập nó tiến bộ, chứ không thôi là chúng ta sẽ bị nó cứ lôi cuốn hoài trong cái lục đạo sanh tử, cái luân hồi sanh tử. Thì trong vấn đề mà hôm nay nói về cái điều giác ngộ thứ nhất đó, trong của kinh Bát Nhã Nhân Giác đó, cái việc mà chúng ta thực tập thì nói tóm lại, chúng ta thực tập cái hạnh Bồ Tát, chúng ta làm hạnh Bồ Tát, thì chúng ta cũng chắc cũng là cũng nắm được phần nào đó rồi, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, rồi trì giới ha. Rồi chúng ta học cái hạnh tức là từ bi. Nói đến cái chỗ từ bi này, tôi cũng không biết tại sao, tôi nhiều khi tôi cũng chưa hiểu vấn đề trong cái tịnh độ này đó. Mình chỉ nói là niệm Phật thôi là thì sẽ được giải thoát thế này thế kia ha, nhưng mà trong mật tông á, họ lại có cái thần chú về niệm Phật, niệm để từ bi, để tăng trưởng lòng từ bi, rồi niệm để tăng trưởng lòng trí tuệ, rồi để sám hối, rồi để thành tựu, rồi nó rất là nhiều. Mỗi cái tông phái nó có cái cách đó, mình thấy cũng rất là hay. Nhưng mà ở đây mình ngày xưa nói về cái chỗ mà niệm Phật này cũng mở ra cho quý vị kể xem. Cái vị đó là một vị giáo sư về dạy trường đại học sư phạm ở Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Ngài thấy quen với một thầy tu bên mật tông á, thì cãi với tôi, thầy nói là tu bên mật tông giỏi hơn bên tịnh độ. Tức là họ tu có đủ cái thời gian, đủ cái thời gian, ví dụ niệm ba mấy ngàn đó thì sẽ được giải thoát. Còn bên tịnh độ thì chỉ có cứ nói niệm Phật thôi, chứ không biết là không bao giờ nói là thành niệm bao nhiêu ngàn danh hiệu Phật để thành Phật. Vậy tôi mới cãi với anh, với thầy đó, nói là không phải đâu, anh chưa có đọc về tịnh độ. Tịnh độ, trong tịnh độ chúng tôi nó có tức là nhược nhất nhược, nhược nhị nhược á, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược tứ nhược đó. Trong 7 ngày nếu mà mình thanh tịnh tâm thì cũng có thể thành Phật, chứ mà cũng có cái danh, cũng có cái số túc số chứ không phải không có. Cho nên rồi thầy mới công nhận tôi, chứ không có chỗ này là mình cãi không được đó. Tức là ảnh thì anh nói bên mà thường bên mật tông là niệm mấy ngàn danh, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn gì đó sẽ được cái quả vị gì đó, được cái gì đó, thành tựu công đức sao sao đó. Thì tôi cũng nghiên cứu sâu lắm, nhưng mà đại khái nói vậy đó. Thì nói về cái hôm nay nói về là vấn đề Bồ Tát, cái từ Bồ Tát và cái chữ mà muốn thoát sanh tử luân hồi đó, thì chúng ta phải tập làm cái hạnh Bồ Tát vậy đó. Nhưng rồi nói đến cái sự giác ngộ thì hôm bữa trước cũng có đề cập rồi ha, cái giác ngộ đó. Giác là gì? Tỉnh giác tức là mình biết. Còn ngộ, mình ngộ ra cái gì đó, thấy gì lạ, thấy cái gì nó lạ quá, nói ngộ ha, đơn giản ha, phải vậy không? Cái điều nói về cái từ giác ngộ thì bữa trước cũng có giảng nói sơ, thì quý vị cũng có nắm, chắc là cũng có nắm được rồi. Với trong này nói chung là thượng tọa hòa thượng Minh Quang đã giải thích hết rồi. Mà ở đây thì muốn chia sẻ với cái trải nghiệm, cái kinh nghiệm á,
cho quý vị thôi, chứ còn thực ra nếu mà đứng dậy thì chắc thời gian không đủ rồi. Đây dẫn chứng rất là nhiều, mà nói rất là nhiều, rất là dẫn chứng rất là nhiều nơi, nhiều sách, nhiều kinh, cho nên đâm ra rồi không có đủ thời gian đâu. Cho nên rồi chỉ nói về cái trải nghiệm và cái cách thức mà tu á. Ở trong đời cái trải nghiệm nó có một cái từ này mà thường là ngày xưa nghe chứ không hiểu, nhưng bây giờ lại mới hiểu ra nó có câu rất là bình thường, tức là bình thường tâm thị đạo, những cái từ này nè. Như là Phật Pháp bất đi thế gian Pháp. Bình thường tâm thị đạo là thế nào? Chứ là chúng ta phải tập cái tâm đó, nó không có sự phân biệt. Chúng ta cứ làm cái việc mà cứ cho làm thôi, đừng có phân biệt nó là thế này thế kia, phải tại sao người này hơn người kia, thua tranh giành rồi đi đấu tranh rồi cải kiện rồi hơn thua gì trong đó. Nói chung là cái từ mà bình thường tâm thị đạo đó. Cho nên chúng ta tu mà biết hiểu được những cái từ này đó rất là lợi ích. Chúng ta nhớ cái từ đó, đó là bình thường tâm thị đạo. Bình thường tâm là đạo, tức là mình làm, mình chỉ biết mình làm, mình tu mình chỉ biết mình tu. Còn đắc hay không đắc, giác ngộ, giác ngộ, cái chuyện đó từ từ ha. Quan trọng nhất là mình có cái chánh niệm, mình phải có cái thành tâm, phải chân thật ở trong đó, thì nó sẽ hiểu ngộ được tất cả những các pháp. Rồi đó, quý vị nên nhớ những cái từ đó. Nó ngày xưa không hiểu, nghe nói vậy thôi chứ tôi không hiểu. Nhưng mà thực ra bây giờ mình làm, mình tu, mình trải nghiệm, mình mới thấy cái từ đó mới giá trị như thế nào, và mình mới thực tập mới đúng. Bình thường tâm thị đạo, rồi quý vị nhớ không, biết không? Cái từ nó rất đơn giản, nhưng mà nó rất là thâm sâu đó. Nếu mà chúng ta thực hành được và hiểu nó được là rất là quý. Đây là Phật Pháp bất đi thế gian Pháp. Tất cả các Pháp đều là Phật Pháp. Vì nhớ những cái từ đó là chúng ta bỏ được cái bản ngã này, là chúng ta vượt qua được cái sanh tử luân hồi đó, là được cái đời sống an lạc và hạnh phúc, an vui và tự tại đó. Cái từ mà nói về Phật Pháp bất đi thế gian Pháp, cái gì hiểu không? Muốn phân tích chỗ này quý vị. Mình làm cái tâm thanh tịnh, mình làm cái tâm chánh niệm. Dù cho mình làm bất cứ cái việc gì, quét nhà, nhổ cỏ, hái rau hay lặt rau hay nấu cơm gì đó, nói chung bất cứ cái việc gì thậm chí rất là dơ, nhưng mà chúng ta làm với cái tâm niệm thanh tịnh và chánh niệm trong đó, thì chúng ta đó là cái nó lợi ích cho thế gian, gọi là Phật Pháp bất ly thế gian Pháp. Những cái từ này chúng ta tu mà chúng ta nhớ, ta làm thực hiện được những cái từ này đó, hiểu được sâu được cái thâm ý của nó, là chúng ta sẽ đạt được, nó bỏ được những tất cả những cái tham sân si và cái mạng nghi ác kiến. Mà hay lắm, quý vị nên ráng cố gắng để thực hiện. Thì trong cái vô ngã này đó, đã muốn chia sẻ rộng với quý vị về vấn đề đó là như vậy đó. Tức là chúng ta tu là chúng ta phải học, tu học như thế nào đó, phải nhớ thực hiện những cái điều mà chúng tôi vừa đưa ra đó. Tức là chúng ta làm với cái tâm chánh niệm và cái tâm tỉnh giác, thì dù cho chúng ta có làm bất cứ cái việc gì nó xấu thế nào đi nữa, nó không có cao, nó không có là danh hay nó không có cái gì hết, quét nhà đổ rác gì đó, nhưng mà nó cũng là Phật Pháp. Chúng ta đừng có phân biệt suy nghĩ là tại sao mình phải làm cái này nó xấu quá, nó không tốt rồi này kia đó ha. Chúng ta phải bỏ hết, dẹp hết, bỏ hết những cái từ đó, những cái suy nghĩ đó, là chúng ta làm với cái tâm nó rất là an lạc, rất là thảnh thơi, nó rất tự tại và nó rất
giải thoát, nó rất hạnh phúc, an vui. Thì chính vì cái sự cái việc làm đó, thì cái lúc chúng ta niệm Phật, chúng ta ngồi thiền, chúng ta trì chú, chúng ta nghe kinh hay gì bất cứ cũng thanh tịnh luôn, nó cũng nằm trong cái chánh niệm luôn. Cho nên nhớ như vậy đó, nên nó chính là nó đưa vào cái gọi là cái từ đó, nó gọi là Phật pháp bất ly thế gian pháp, là vậy đó. Hay là bình thường tâm thị đạo đó cũng vậy đó, chúng ta làm với cái tâm rất là bình thản, không có tham sân si mạn nghi ác kiến gì trong đó, mình không có chuyện tính toán gì trong đó, lợi lạc hay không lợi lạc, mau chóng hay là thế này, lười biếng, tại sao người này làm người kiếm làm này kia, mình đừng có phân biệt như vậy, thì tự nhiên là mình cũng bỏ được cái ngã, mình không có đắm vào nó. Thì muốn cái tâm là nó được thanh tịnh, nó an nhiên, thì chúng ta phải thực hiện vào những cái điều mà trong kinh đã dạy về cái cuộc sống, trong trong cái cuộc sống hàng ngày, rồi vấn đề mà nó trong này nó có gọi là cố chấp, chúng ta đừng có chấp vào bất cứ một cái hiện tượng nào, những cái gì nó, tại vì mình nghĩ nó vô thường mà, cho nên mình đừng có chấp, tại tất cả các pháp bất định pháp, tất cả các pháp bất định pháp, nó không có định, nó có xoay chuyển luân hồi, cho nên rồi mình phải cố gắng, mình phải thực hiện, mình nhớ những cái từ đó, tự nhiên là mình không có chấp vào nó, rồi mình sẽ tu tập được, lần lần sẽ tiến lên con đường tự tại và an vui giải thoát. Nếu là một cái Phật tử thường chúng ta tu học, thì nếu mà chúng ta thường thiên quán xét được những cái điều như vậy, thì lần lần chúng ta sẽ thoát lần dần sanh tử luân hồi. Tôi tin chắc là như vậy đó. Bỏ đi những cái bản ngã, diệt trừ hết những cái tham sân si. Mà muốn làm như vậy thì chúng ta phải làm với cái tâm vô tư, không có tính toán, không có tham đắm vào nó, đừng có danh lợi vào nó, thì tự nhiên là nó sẽ ổn hết mọi chuyện. Nên thì hôm nay thì chia sẻ với quý vị về vấn đề nó như vậy đó, thì còn một cái thời gian ngắn nữa, thì xin quý vị nào có ý kiến và có như thế em có đưa ra những cái vấn đề chưa hiểu đó, thì mong quý vị góp ý để chia sẻ giùm. Có không ạ? À? Quý vị nào có thắc mắc gì không ạ? À? Cứ mạnh dạn chúng ta học đây, tôi thích. Tại vì tôi có quan niệm như thế này, chúng ta học mà có người để đối thoại, để nói chuyện như vậy đó, để mình mới phát hiện ra những cái điều mà nó mới mẻ hơn. Mình càng biện luận, mình càng hỏi, mình càng đáp nhiều, thì mình càng phát hiện ra nhiều điều hơn. Cho nên thì rất thích là như vậy. Chứ còn học mà một người nói chuông chuông, nói thao thao cũng thiệt như vậy đó, không có ai lắm đâu, không có sinh khí lắm. Dạ, mong cô, mời cô phát biểu. À. Đó, cái cô ngồi kế bên á, cái cô ngồi kế bên vừa rồi cũng hỏi cô, cô cười đó. Ai người kế bên hỏi cũng vui rồi ha. Cái chánh niệm á, chánh là gì? Là ngay ha, là thẳng. Còn niệm
Tìm là nhớ. Mình luôn luôn nhớ nghĩ cái điều chánh. Tỉnh thức đó, tức là mình biết mình đang làm. Mình biết mình đang làm cái việc gì, mình biết mình đang làm việc đó. Mình ngay cái giây phút hiện tại mình đang đỡ đôi dép nó ngay hay không là mình biết. Cái đó là chánh niệm. Có chánh niệm đời sống mà tu tập chúng ta không... Tôi theo cái trải nghiệm của tôi trong cái đời sống tu học của quý thầy cũng như là quý Phật tử là chỉ có hai chữ thôi, tỉnh giác, chánh niệm á, là hai cái chữ nó rất là quan trọng. Là mình phán đoán được hết tất cả những chuyện nó xảy ra xấu tốt rồi là mình thấy hết nha, tự nhiên là mình thấy, không cần học thầy tướng gì đó. Chỗ này quý vị để ý, không cần học thầy tướng số gì đâu, mà như nó có một cái gọi là cái điện từ trường trong vật lý học, nó gọi là cái từ trường, chắc là cái gọi là cái từ trường, nó cảm giác hay lắm. Cái người nào có chánh niệm, không có chánh niệm đi qua làm việc hay nói là đều nhận ra hết, đều là biết hết, thấy có một cái linh tính là biết người đó không thật, là người đó giả dối, người đó làm với mục đích gì lợi lạc cho họ hay cho mọi người là biết liền. Cho nên cái đời sống, cái tỉnh thức, tại sao tôi có cái từ mà tỉnh giác, cái từ chánh niệm này nó rất là quan trọng trong Phật giáo mình là vậy đó. Cho nên quý vị làm sao cố gắng mà có được cái này đó, thì nãy giờ tôi nói rồi, nó phân tích rồi đó, tức là làm việc thế nào, nhưng mà bằng cách là chúng ta làm gì làm phải tu thôi. Dạ, mời mời. Dạ đúng rồi, tức là mình phải phát tâm như tôi nói đó, sáng sớm từ mấy giờ mình phải định thời khó, mình làm chủ thời khó, rồi mình như lại cái quan trọng nhất là phải vui vẻ nha. Nó có ba cái tâm, tâm vui vẻ, tâm mạnh khỏe và tâm thanh tịnh. Ba cái tâm này nó rất là quan trọng. Cho nên là chúng ta phải tu, phải làm chủ được cái thời khó, mà làm chủ thời khó đó bằng cách với cái tâm vui vẻ nha, thì mới làm được nha. Phải thực sự, phải thực lòng, phải thực sự coi như cảm động đến cái người bị thương, cái người què, người gì đó, người đau khổ gì đó, mình phải có cái tấm lòng gọi là từ bi. Trong mật tông họ có cái thần chú mà của ngài Quan Âm đó, là gọi là Tare Tutare Ture Ma Sura Soha gì đó, tôi quên rồi, nó tăng trưởng lòng từ bi đó. Tức là mình phải dựa bên đó, thì họ dựa theo nhiều cái để kết hợp lại thành đó, nó làm cho tâm thanh tịnh. Còn nếu chúng ta có khả năng rồi thì chúng ta chỉ niệm Phật thôi, không cần phải niệm chú này chú kia, tụng kinh này kinh kia để cho thanh tịnh. Cũng giống như ngài Trí Tịnh, quý vị cũng nghe rồi, ngài chỉ có niệm Phật thôi, tại vì cái đó bậc thượng căn, còn mình bậc hạ căn, mình không thể nào mình niệm một cái là nó đủ hết, nó thanh tịnh hết tất cả đâu. Cho nên mình phải có những người khỏe thì họ ăn rất là ít, để ý không, ăn rất là ít nhưng mà họ khỏe. Còn nhiều người ăn rất là nhiều đủ thứ hết trơn mà còn thì nó mới khỏe. Còn nhiều người ăn chỉ có một hai món gì đó mà họ vẫn khỏe. Mỗi người cái cơ địa và cái ấy nó khác nhau, cho nên là cái căn cơ nó khác nhau, thì quý vị cũng hiểu vấn đề đó. Cho nên cố gắng, quan trọng chúng ta cố gắng nỗ lực. Thì hôm nay đến cái tiết thứ hai, buổi thứ hai đến đây là tạm thời dừng, và quý vị mời quý vị đứng dậy niệm hồi hướng. Nguyện đem công đức này